Hi, chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Hôm nay Misu xin hướng dẫn với các bạn một món ăn chơi, món đãi tiệc cũng được, hoặc là món snack hoặc là món starter cho các gia đình trong dịp lễ hội, lễ Tết, hoặc là ăn chơi, ăn vặt, hoặc là món nhậu cho các ông cũng được. Đó chính là món lạp ba dọi hay lạp bacon. Món này Misu học được của chị Trấn Ngô, và Misu làm để ăn với xôi rất là ngon, và làm mồi nhậu cho ông xã cùng với các bạn uống bia trong dịp Tết vừa qua cũng rất là ngon. Thế thì thịt bacon này nó có hai loại, là loại mỏng như của Misu và loại dày hơn, nhưng mà loại mỏng này thì nó sẽ làm dẻo ngon hơn, loại dày thì hơi bị ngấy. Thế nguyên liệu tiếp theo nữa là đường. Đây là đường nâu các bạn dùng với đường mía này, rồi hạt tiêu này, và rượu răm. Đây là loại rượu răm mà Misu vẫn dùng để nấu nướng và làm bánh. Rồi maple syrup, đây là loại organic 100%, hoặc nếu không có thì các bạn có thể dùng với lại mật ong cũng được. Làm món này rất là đơn giản và ngon, cái miếng thịt nó dẻo mềm, hoặc các bạn thích ăn giòn cũng ngon lắm. Bây giờ chúng ta vào bếp cùng làm với Misu nhá. Bây giờ chúng mình đi hòa nguyên liệu cùng với Misu nhá. Đây là 1/2 teaspoon hạt tiêu xay này. Đây là 50 gram hay là 3 tablespoon đường cát vàng này. Chúng ta cho vào đây. Tiếp theo là 40 ml hay là 2,5 tablespoon maple syrup, hoặc là các bạn cho mật ong thì cho 2 tablespoon nha, bởi vì là mật ong thì nó sẽ đậm đặc hơn với maple syrup. Và 60 ml hay là 1/4 cup rượu răm. Đó. Chúng ta cho vào đây và các bạn quậy đều cái hỗn hợp này lên cho nó tan đường. Và với rượu răm cùng với lại maple syrup nó sẽ hòa vào với nhau. Sau đó chúng ta quết đều lên hai mặt của bacon nha. Chúng ta sẽ làm cái lạp bacon rất là ngon các bạn. Ăn với xôi ngon lắm. Đây, Misu quậy đều nó lên rồi. Và nếu mà các bạn mà thích cho cái màu nó đẹp hơn nữa đó, đây, thì các bạn sẽ cho thêm cái bột paprika này, một chút thôi, một nửa teaspoon thôi, vào để cho nó lên màu nha các bạn. Rồi mình sẽ đi quết nhé. Cho nó lên cái màu hơi đỏ đỏ cho nó đẹp các bạn. Đấy. Giờ là mình sẽ giải đều nó ra này. Và các bạn sẽ phết đều cái hỗn hợp lên hai cái mặt của bacon nhé. Từng lớp một ấy. Thế. Đấy, xong rồi bây giờ Misu lại lật mặt tiếp theo này, và chúng ta lại quét tiếp tục mặt thứ hai. Và chúng ta sẽ để như thế này khoảng độ 10 đến 15 phút cho nó ngấm. Sau đó chúng ta sẽ cho vào trong cái air fryer có lót giấy bạc, hoặc là các bạn cho lên khay lót giấy bạc, các bạn sẽ nướng ở oven. Thơm thơm, mùi rượu răm ngon lắm các bạn. Misu ướp được khoảng độ 10 phút đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào, dàn mỏng vào trong cái air fryer nhé. Có lót giấy này. Các bạn dàn mỏng nó ra như thế này. Ok. Và chúng ta đi nướng. Cứ như thế các bạn xếp đều nó ra nhé.
Bây giờ chúng ta đi nướng nhé, và Misu sẽ hướng dẫn các bạn air fryer này. Đây là nút bacon. Các bạn sẽ set up ở nút bacon đây. Set up ở nhiệt độ là 400 độ F và nướng mặt đầu là 6 phút. Sau đó thì mặt sau các bạn lật mặt lên thì nướng ở 350 độ F và 6 phút nữa nhé. Còn trong oven thì các bạn cũng nướng mặt đầu ở 400 độ F là 15 phút, còn mặt sau là 20 phút. Và đây là cách thứ hai đây các bạn, Misu đang dùng với air fryer mẻ đầu tiên. Còn mẻ thứ hai đây, Misu sẽ nướng bằng cái khay này và cho vào oven. Misu cho một tí nước xuống phía dưới này, và Misu sẽ cho lên cái lớp giấy bạc này, Misu sẽ cho vào oven để nướng nha các bạn. Cả hai cách, nếu các bạn không có air fryer thì các bạn lựa chọn bằng với lò nướng để các bạn nướng cái lạp bacon này nha. Với air fryer đây các bạn, mặt thứ nhất này, Misu nướng ở 400 độ F ở cái nút bấm bacon á, và trong 6 phút đây các bạn. Nó đã bắt đầu ngon như này rồi, bây giờ chúng ta sẽ chở mặt nhá. Chở mặt thịt này. Và chúng ta sẽ nướng tiếp mặt thứ hai. Ta-da, các bạn ơi, lạp bacon đã xong rồi. Các bạn nhìn màu sắc yêu chưa, đẹp chưa? Và miếng lạp rất là ngon. Misu nướng ở phần mặt đầu là 400 độ F với 15 phút. Sau đó thì ở mặt sau Misu cũng nướng 20 phút nữa. Thì sẽ được như thế này. Các bạn thích ăn mềm như thế này thì các bạn sẽ làm như Misu nha, đối với lò nướng. Còn nếu như các bạn ăn thích ăn đây, nó giòn tan như thế này này. Cái miếng lạp nó giòn như này thì các bạn sẽ nướng với air fryer ở 400 độ F 6 phút đầu và 350 độ F 6 phút ở mặt sau nha. Thế còn có khi là nướng ở lò nướng, các bạn nhìn thấy là nó ngon như thế này này. Khi nướng ở đợt đầu ấy thì các bạn sẽ thấy là cái phần mỡ với phần nước ướp nó sẽ chảy ra, thì Misu lấy cái dao Misu rạch ra để cho cái nước nó chảy xuống dưới, đồng thời là để cho lò nó đỡ bị khét, vì các bạn sẽ nướng trong khoảng từ 15 phút đầu rồi đến 20 phút đầu là 35 phút, cho nên là Misu đổ nước ở phía dưới, các bạn nhớ đổ nước phía dưới trước khi mà các bạn nướng và cho cái phần giấy bạc lên. Bây giờ Misu cho cái phần này để cho cái nước nó chảy xuống, để cho nó cái miếng lạp nó khô ráo. Và đây các bạn nhìn này, miếng lạp mềm mại ngon không, và màu rất là đẹp luôn. Cái này ăn với xôi này hoặc là mồi nhậu cho các ông đều cực kỳ là ngon luôn các bạn. Đây là lạp bacon Misu học của chị Trấn Ngô. Cảm ơn chị rất là nhiều. Nếu các bạn thích thì vào bếp cùng làm với Misu để làm món nhậu cho các ngày Tết và các bữa tiệc nha các bạn. Hoặc là ăn với xôi, Misu nấu xôi lạc ăn ngon lắm.